Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã tổ chức họp mặt tặng 64 suất quà của Chủ tịch nước, 64 suất quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh và 74 suất quà của Ủy ban Nhân dân huyện, với tổng trị giá hơn 262 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công đang sinh sống trên địa bàn huyện. Bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, lãnh đạo huyện Côn Đảo khẳng định cấp ủy chính quyền địa phương sẽ luôn quan tâm chăm lo đến các gia đình. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, chung tay xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng phát triển.